Chào mừng các bạn đã đến với video thuộc chủ đề số 3 và bộ video số 13 của kênh Ruby Show. Trong video hôm nay thì mình và các bạn sẽ cùng đến với một thành phố biển rất nổi tiếng ở Việt Nam chúng ta, mà cụ thể là ở vùng Nam Trung Bộ, đó là thành phố Nha Trang. Là một thành phố ven biển, với ngoài khơi không xa là rất nhiều những hòn đảo đẹp như là hòn Mun, hòn Tre vân vân. Và cả thành phố Nha Trang và những hòn đảo này đều đang có những tiềm năng du lịch rất lớn và đang được khai thác một cách rất hiệu quả. Nhưng trong video hôm nay thì chúng ta sẽ xin phép được chưa đề cập đến những hòn đảo trên, mà chúng ta sẽ chỉ đề cập đến thành phố Nha Trang mà thôi. Và cụ thể là ba điểm du lịch cũng rất nổi tiếng ở thành phố Nha Trang này. Đó là: một là Viện Hải Dương Học, hai là Suối Ba Hồ, và ba là Núi Cô Tiên. Trong video hôm nay của chúng ta thì mình và các bạn sẽ cùng được biết đến tất cả những thông tin đầy đủ và cơ bản nhất về ba điểm du lịch này. Tuy chúng đều mang những đặc điểm và tính chất khác nhau, và tất nhiên là vai trò của chúng cũng khác nhau, nhưng mà chúng đều góp một phần không nhỏ vào việc hình thành nên một thành phố Nha Trang xinh đẹp, hòa bình và thân thiện. Hình ảnh mà các bạn đang được nhìn thấy đó là hình ảnh chụp thành phố Nha Trang từ trên cao, từ góc nhìn của một cung đường ven biển rất đẹp. Bản thân mình thì cũng đã được đi thành phố Nha Trang để du lịch 2 lần rồi. Một là vào hè năm 2016 cùng với gia đình, và lần gần đây nhất đó là vào đầu năm 2021, đó là mình đi cùng bạn bè học cùng đại học với mình trong một chuyến thực tế chuyên môn do trường tổ chức. Và mình rất muốn rằng thông qua bài viết và video này thì các bạn nếu như đã đến với thành phố Nha Trang rồi thì sẽ biết thêm được về một vài thông tin hữu ích về một vài điểm du lịch nổi tiếng ở thành phố Nha Trang. Mà nếu như các bạn chưa được đến thành phố này thì các bạn cũng có thể biết những thông tin này để chúng ta khi đến thành phố này có thể tham quan những điểm du lịch trên một cách dễ dàng và thuận tiện hơn, và chúng ta cũng phần nào sẽ cảm thấy đỡ bỡ ngỡ hơn khi đến thành phố này. Bài viết trong video hôm nay của chúng ta có tiêu đề là ba điểm vui chơi trong ngày ở Nha Trang. Mình đã dịch tiêu đề này qua tiếng Anh là Three places of interest being worth visiting during a day in Nha Trang City, Việt Nam. Ngay sau đây chúng ta sẽ bước vào phần số 1 của video này nhé.
Vậy là chúng ta đã hoàn thành phần số 1. Tiếp theo, mình và các bạn sẽ cùng đến với phần số 2 và phần số 3 của video này nhé. Three places of interest being worth visiting during a day in NH Ha Trang City, Vietnam. If intending to come and stay in NH Ha Trang City, Vietnam in just one day, visitors can visit the Institute of Oceanography in the morning, take a bath in Ba Da H stream at noon, and climb Co Tu Minh Mountain and watch the sunset in the afternoon. When coming to NH Ha Trang City, Vietnam, in addition to engaging in tours round islands and swimming, visitors can visit many other place names. 1. Institute of Oceanography. This nearly 100-year-old research institute is located on Co Tu Port, the NHNGUYZN ward, NH Ha Trang City, Vietnam, and about 6 kilometers from the center of the city. This institute is the leading marine research establishment of Vietnam and Southeast Asia, and a destination that locals recommend not being missed. It also preserves about 24,000 samples of more than 5,000 species of marine creatures, and hundreds of beautiful and valuable and rare marine organisms. In the Museum of Oceanography in this institute, there is also the area rearing and taming marine creatures, artificial mangrove forest, large area displaying samples of marine organisms, equipment used in oceanographic research and intangible resources. Currently, the entrance fee of this institute is 40,000 VND per, 20,000 VND per student and 10,000 VND per pupil, and its opening time is from 6 a.m. to 6 p.m. every day. 2. Ba Da H Stream. This destination is located in the territory of Phu Village, Ninh Commune, Ninh Hoa Town, Khon Hoa District, Vietnam, and about 25 kilometers north of center of NH Ha Trang City. Ba Da H Stream is a place with the space being quiet, fallow and pristine, and surrounded by verdant and luxuriant trees. After buying an entrance ticket for 100,000 VND per person, visitors will walk through the shady streets being about 1 kilometer long. Along these streets, there are shallow stream beaches such as Tete Stream Beach, camping area, water playing area, etc. This stream is called Ba Da H because on the stream's flow, three deep and wide lakes are formed. Ba Da H Stream originates from NSM Peak being 660 meters high, is more than 10 kilometers long and flows through the ecosystem of primeval forest. According to staffs at the resorts, the average depth of the three lakes in this stream is from 7 to 10 meters, and at the lakeside here, there are life jackets for guests who want to swim. To visit these three lakes, visitors must walk and climb over the cliffs as directed. Additionally, there will be a guide to show them the way and accompany them if they have difficulty. 3. Co Tu Minh Mountain. Visitors who come to NH Ha Trang City, Vietnam, when following PHMVN NG Street to the north and arriving at NG area, will see Co Tu Minh Mountain that is made up of three adjacent peaks being 200 to more than 300 meters high. This destination is about 10 kilometers from the center of NH Ha Trang City. The people in this coastal city often climb this mountain to exercise or camp. The way up to these three peaks of Co Tu Minh Mountain is not too difficult. Children can also follow adults to climb this mountain. It takes climbers about 30 to 45 minutes to climb from the foot of this mountain to the camping spot on the peak numbered 1. For those who climb the mountain for the first time or need more time to rest, it can take about 2 hours to climb all that way. On the way up to the peak numbered 1 of this mountain, visitors are going to encounter many low shrubs and not many big trees or small streams like other places. The most difficult part of the journey for conquering Co Tu Minh Mountain is the way up to its peak numbered 2 because of the steep slope on this way, hence the climber has to cling to the rocks on this way and then step carefully. Many people only choose this mountain's peak numbered 1 to camp because this spot has many flat grounds and quite beautiful landscape. The time to climb Co Tu Minh Mountain to catch the sunrise is from 5:30 a.m. and watch the sunset is from 3:30 p.m. If riding the motorbike, you must park it at any local house on NGOVNS Street for 5,000 VND per motorbike. Here, there are tents, flashlights, etc. for end. Three places of interest being worth visiting during a day in Nha Trang City, Vietnam. If intending to come and stay in Nha Trang City, Vietnam in just one day, visitors can visit the Institute of Oceanography in the morning, take a bath in Ba Ho Stream at noon, and climb Co
Cotin Mountain and watch the sunset in the afternoon. Welcoming to Nha Trang City, Việt Nam. In addition to engaging in tours around islands and swimming, visitors can visit many other place names. 1. Institute of Oceanography. This nearly 100-year-old research institute is located on Cầu Đá Port, Vĩnh Nguyên Ward, Nha Trang City, Việt Nam, and about 6 kilometers from the center of this city. This institute is the leading marine research establishment of Vietnam and Southeast Asia, and a destination that locals recommend not being missed. It also preserves about 24,000 samples of more than 5,000 species of marine creatures and hundreds of beautiful and valuable and rare marine organisms. In the Museum of Oceanography in this institute, there is also the area rearing and taming marine creatures, artificial mangrove forest, large area displaying samples of marine organisms, equipment used in oceanographic research and intangible resources. Currently, the entrance fee of this institute is 40,000 VND per adult, 20,000 VND per student, and 10,000 VND per pupil, and its opening time is from 6 a.m. to 6 p.m. every day. Ba Hồ Stream. This destination is located in the territory of Phú Hữu Village, Ninh Ích Commune, Ninh Hòa Town, Khánh Hòa District, Việt Nam, and about 25 kilometers north of center of Nha Trang City. Ba Hồ Stream is a place with a space being quiet, fallow and pristine, and surrounded by verdant and luxuriant trees. After buying an entrance ticket for 100,000 VND per person, visitors will walk through the shady streets being about 1 kilometer long. Along these streets, there are shallow stream beaches such as Tò Te Stream Beach, camping area, water playing area, etc. This stream is called Ba Hồ because on this stream's flow, three deep and wide lakes are formed. Ba Hồ Stream originates from Hòn Sơn Peak, being 660 meters high, is more than 10 kilometers long and flows through the ecosystem of primeval forest. According to staffs on the resource, the average depth of the three lakes in this stream is from 7 to 10 meters, and at the lakeside here, there are life jackets for guests who want to swim. To visit these three lakes, visitors must walk and climb over the cliffs as directed. Additionally, there will be a guide to show them the way and accompany them if they have difficulty. 3. Cotin Mountain. Visitors who come to Nha Trang City, Việt Nam, when following Phạm Văn Đồng Street to the north and arriving at Đường Đệ area, will see Cotin Mountain that is made up of three adjacent peaks, being 200 to more than 3
100 meters high. This destination is about 10 kilometers from the center of Nha Trang City. The people in this coastal city often climb this mountain to exercise or camp. The way up to these three peaks of Koh Tien Mountain is not too difficult. Children can also follow adults to climb this mountain. It takes climbers about 30 to 45 minutes to climb from the foot of this mountain to the camping spot on the peak number 1. For those who climb the mountain for the first time or need more time to rest, it can take about 2 hours to climb on that way. On the way up to the peak number 1 of this mountain, visitors are going to encounter many low shrubs and not many big trees and small streams like other places. The most difficult part of the journey for conquering Koh Tien Mountain is the way up to its peak number 2 because of the steep slope on this way. Hence, the climber has to cling to the rocks on this way and then step carefully. Many people only choose this mountain's peak number 1 to camp because this spot has many flat routes and quite beautiful landscape. The time to climb Koh Tien Mountain to catch the sunrise is from 5:30 a.m. and watch the sunset is from 3:30 p.m. If riding the motorbike, you must park it at any local house on Ngô Văn Sở Street for 5,000 VND per motorbike. Here, there are tents, flashlights, etc. for rent. 3. Điểm vui chơi trong ngày ở Nha Trang. Du khách có thể tham quan Viện Hải Dương Học vào buổi sáng, trưa đi tắm suối Ba Hồ, chiều leo núi Cô Tiên và ngắm hoàng hôn. Đến thành phố Nha Trang, ngoài trải nghiệm các tour đảo và tắm biển, du khách có thể tham quan nhiều địa danh khác. 1. Viện Hải Dương Học. Viện nghiên cứu gần 100 tuổi này nằm bên cảng Cầu Đá, phường Vĩnh Nguyên, cách trung tâm thành phố Nha Trang khoảng 6 km. Đây là cơ sở nghiên cứu biển hàng đầu của Việt Nam và khu vực Đông Nam Á. Là điểm đến mà người địa phương khuyên không nên bỏ qua. Nơi đây còn lưu giữ khoảng 24.000 mẫu sinh vật biển với hơn 5.000 loài, cùng hàng trăm sinh vật biển đẹp và quý hiếm. Trong bảo tàng Hải Dương Học còn có khu nuôi thuần hóa sinh vật biển, rừng ngập mặn nhân tạo, khu mẫu sinh vật biển lớn, các thiết bị nghiên cứu hải dương và tài nguyên phi vật thể. Hiện giá vé tham quan là 40.000 đồng một người lớn, 20.000 đồng với sinh viên và 10.000 đồng cho học sinh. Thời gian mở cửa là từ 6 giờ đến 18 giờ vào tất cả các ngày trong tuần. 2. Suối Ba Hồ. Điểm đến này cách trung tâm thành phố Nha Trang khoảng 25 km về hướng Bắc, thuộc địa phận thôn Phú Hữu, xã Ninh Ích, thị xã Ninh Hòa. Đây là nơi có không gian yên tĩnh, hoang sơ, bao quanh là cây cối xanh tốt, mát mẻ. Sau khi mua vé vào cổng với giá là 100.000 đồng một người, bạn sẽ đi bộ lên lõi giữa những con đường rợp bóng mát và dài khoảng 1 km. Dọc đường đi sẽ có các bãi suối cạn như bãi Tỏ Tê, khu vực cắm trại, khu vui chơi dưới nước, vân vân. Gọi là suối Ba Hồ vì trên dòng chảy của suối hình thành ba hồ nước sâu và rộng. Suối bắt nguồn từ đỉnh Hòn Sơn cao 660m, dài hơn 10 km, chảy qua hệ sinh thái rừng nguyên sinh. Theo nhân viên của khu du lịch, độ sâu trung bình của ba hồ trong suối này là từ 7 đến 10 mét và ở ven hồ có trang bị áo phao cho khách muốn bơi lội. Để tham quan ba hồ này, khách phải đi bộ, leo qua các vách núi theo chỉ dẫn,
sẽ có hướng dẫn viên chỉ đường, đồng hành nếu du khách gặp khó khăn. 3. Núi Cô Tiên. Du khách đến thành phố Nha Trang khi đi theo hướng đường Phạm Văn Đồng về phía Bắc và đến khu vực đường Đệ, sẽ thấy núi Cô Tiên ở phường Vĩnh Hòa được tạo thành từ 3 đỉnh núi liền kề nhau, cao từ 200m đến hơn 300m. Điểm đến này cách trung tâm thành phố khoảng 10km, thường xuyên được người dân phố biển leo để rèn luyện sức khỏe hoặc cắm trại. Đường lên núi Cô Tiên không quá khó, trẻ nhỏ cũng có thể theo người lớn leo. Thời gian leo là tầm 30 đến 45 phút. Xuất phát từ chân núi đến chỗ cắm trại trên đỉnh số 1. Với người mới leo núi lần đầu hoặc cần nhiều thời gian nghỉ chân hơn thì có thể leo tầm 2 giờ sẽ tới nơi. Trên đường đến núi, bạn sẽ gặp nhiều loại cây bụi thấp, không nhiều cây lớn hay các suối nhỏ như những nơi khác. Đoạn đường khó nhằn nhất trong hành trình là đường đến đỉnh số 2 vì dốc dựng đứng. Người leo phải bám vào đá trên núi rồi bước thật cẩn thận. Nhiều người chỉ chọn đỉnh số 1 để hạ lều vì nơi này có nhiều bãi đất bằng phẳng và cảnh quan cũng khá đẹp. Thời gian leo núi để đón bình minh là từ 5:30 và ngắm hoàng hôn là từ 15:30. Nếu đi xe máy, bạn gửi xe ở nhà dân trong khu vực đường Ngô Văn Sở với giá là 5.000 đồng một xe máy. Tại đây còn có cho thuê lều, đèn pin, v.v. Sau khi nghe hết pha nhạc thì chúng ta sẽ bước vào phần từ vựng của video này nhé. Oh,
Sau đây là phần từ vựng của video này. Từ số 1, cụm danh từ Institute of Oceanography có nghĩa là Viện Hải Dương Học. Về từ số 3 của cụm từ này á, thì các bạn cũng có thể đọc từ này là Oceanography cũng được nhá. Từ số 2, cụm động từ to take a bath hoặc to bath cũng có nghĩa là tắm. Và hai từ là take và mạo từ a trong cụm từ này thì có thể được lược bỏ nhé. Từ số 3, danh từ stream có 4 nghĩa. Nghĩa số 1 là dòng suối, nghĩa số 2 là dòng hoặc luồng, nghĩa số 3 là chiều nước chảy hoặc hướng chuyển động, nghĩa số 4 là lớp cho các trẻ em có cùng lứa tuổi và trình độ năng lực, hoặc phân lớp cho các trẻ em cùng lứa tuổi và trình độ năng lực. Từ số 4, danh từ ghép place name có nghĩa là địa danh. Từ số 5, danh từ port có 10 nghĩa. Nghĩa số 1 là cảng, nghĩa số 2 là thành phố cảng, nghĩa số 3 là nơi ẩn náu hoặc nơi tị nạn, nghĩa số 4 là cửa tàu trong hàng hải hoặc cửa khẩu trong hàng không. Nghĩa số 5 là lỗ thông hơi hoặc lỗ thông gió hoặc lỗ hút nước hoặc lỗ tháo nước trong kỹ thuật. Nghĩa số 6 là dáng hoặc bộ dạng hoặc tư thế. Nghĩa số 7 là tư thế cầm chéo súng để khám trong quân sự. Nghĩa số 8 là rượu Porto hoặc rượu vang đỏ ngọt nặng hoặc cốc rượu Porto. Nghĩa số 9 là mạn trái của tàu thủy trong hàng hải hoặc là cánh trái của máy bay trong hàng không. Và nghĩa số 10 là ô cửa sổ ở mạn của tàu thủy hoặc ô cửa sổ ở sườn của máy bay. Từ số 6, danh từ establishment có 7 nghĩa. Nghĩa số 1 là sự thành lập hoặc sự thiết lập hoặc sự kiến lập. Nghĩa số 2 là sự đặt ai đó vào một vị. Mình xin đọc lại nghĩa này nhé. Nghĩa số 2 là sự đặt ai đó vào một địa vị nào đó. Nghĩa số 3 là sự chứng minh hoặc sự xác minh. Nghĩa số 4 là sự đem vào hoặc sự đưa vào. Nghĩa số 5 là sự chính thức hóa nhà thờ. Nghĩa số 6 là tổ chức hoặc cơ sở kinh doanh hoặc cơ sở. Và nghĩa số 7 là số người hầu hoặc quân số hoặc lực lượng. Từ số 7, tính từ marine có 2 nghĩa. Nghĩa số 1 là thuộc biển hoặc gần biển hoặc do biển sinh ra. Và nghĩa số 2 là thuộc ngành hàng hải hoặc thuộc đường biển hoặc thuộc công việc buôn bán trên biển. Từ số 8, danh từ sample có 2 nghĩa. Nghĩa số 1 là mẫu hoặc vật mẫu hoặc hàng mẫu. Và nghĩa số 2 là ví dụ tiêu biểu. Từ số 9, danh từ creature có 4 nghĩa. Nghĩa số 1 là sinh vật hoặc loài vật. Nghĩa số 2 là người hoặc kẻ. Nghĩa số 3 là kẻ dưới hoặc tay sai hoặc bộ hạ. Và nghĩa số 4 là rượu whisky hoặc rượu mạnh. Từ số 10, danh từ organism có 2 nghĩa. Nghĩa số 1 là cơ thể hoặc sinh vật. Và nghĩa số 2 là cơ quan hoặc tổ chức. Từ số 11, cụm tính từ valuable and rare có nghĩa là quý hiếm. Từ số 12, động từ rear hoặc rear có 7 nghĩa. Nghĩa số 1 là ngẩng lên hoặc đưa lên hoặc lên giọng. Nghĩa số 2 là dựng hoặc xây dựng. Nghĩa số 3 là nuôi hoặc nuôi nấng hoặc nuôi dạy. Nghĩa số 4 là nuôi hoặc chăn nuôi hoặc trồng. Nghĩa số 5 là lồng lên hoặc chồm lên hoặc dựng lên. Nghĩa số 6 là giận dữ và đứng dậy. Và nghĩa số 7 là nhô cao lên. Nghĩa này
thường được dùng để chỉ đỉnh núi. Từ số 13, động từ tèm có hai nghĩa. Nghĩa số 1 là dạy cho thuần hoặc thuần hóa, hoặc làm cho quen, hoặc làm cho không sợ người. Và nghĩa số 2 là chế ngự hoặc làm cho quy phục hoặc thuần phục. Từ số 14, cụm danh từ mangrove forest. Mình xin đọc lại từ này nhé, là mangrove forest, có nghĩa là rừng ngập mặn. Từ số 15, tính từ artificial có hai nghĩa. Nghĩa số 1 là nhân tạo, và nghĩa số 2 là không tự nhiên hoặc giả tạo hoặc giả. Từ số 16, hai tính từ oceanographic và oceanographical. Mình xin đọc lại hai từ này là oceanographic hoặc oceanographic hoặc oceanographical, cùng có nghĩa là thuộc hải dương học. Và đối với từ số 1 thì vừa rồi trong phần số 3 thì mình đã đọc chưa chính xác lắm, và mình xin phép được đọc lại từ này là oceanographic. Từ số 17, danh từ resource có 3 nghĩa. Nghĩa số 1 là tài nguyên. Nghĩa số 2 là sự tháo vát, hoặc sự tinh ý, hoặc sáng kiến, hoặc tài xoay sở, hoặc tài tháo vát. Và nghĩa số 3 là nguồn vui, hoặc niềm an ủi, hoặc sự khuây khỏa, hoặc sự giải trí, hoặc sự tiêu khiển. Từ số 18, tính từ intangible có hai nghĩa. Nghĩa số 1 là không thể sở thấy được hoặc phi vật thể. Và nghĩa số 2 là không thể hiểu thấu được hoặc không thể nắm được hoặc mơ hồ. Từ số 19, danh từ adult có nghĩa là người đã trưởng thành hoặc động vật đã trưởng thành. Từ số 20, danh từ pupil có 3 nghĩa. Nghĩa số 1 là học trò hoặc học sinh hoặc môn đồ hoặc môn đệ. Nghĩa số 2 là trẻ em được giám hộ trong pháp lý. Và nghĩa số 3 là đồng từ trong mắt, trong giải phẫu. Từ số 21, danh từ territory có 5 nghĩa. Nghĩa số 1 là lãnh thổ hoặc địa phận. Nghĩa số 2 là hạt ở Hoa Kỳ, Úc và Canada. Nghĩa số 3 là đất đai hoặc địa hạt. Nghĩa số 4 là khu vực hoặc vùng hoặc miền. Và nghĩa số 5 là lĩnh vực hoặc phạm vi. Từ số 22, danh từ town có 5 nghĩa. Nghĩa số 1 là thị trấn hoặc thị xã hoặc thành phố nhỏ. Mình xin đọc lại nghĩa này là thị trấn hoặc thị xã hoặc thành phố nhỏ. Nghĩa số 2 là dân cư ở thị trấn hoặc dân cư ở thị xã hoặc dân cư ở thành phố nhỏ. Nghĩa số 3 là thành thị hoặc đô thị. Nghĩa số 4 là khu buôn bán chính hoặc khu thương mại chính. Và nghĩa số 5 là thị xã chính của một khu vực hoặc thành phố chính của một khu vực. Mình xin được bổ sung thêm một lớp nghĩa ở nghĩa số 4 là khu buôn bán chính của một khu vực hoặc khu thương mại chính của một khu vực. Từ số 23, tính từ verdant có 3 nghĩa. Nghĩa số 1 là xanh tươi. Nghĩa số 2 là phủ đầy cỏ xanh. Và nghĩa số 3 là ngây thơ hoặc thiếu kinh nghiệm. Mình xin được nhắc lại nghĩa số 1 là xanh tươi. Từ số 24, tính từ luxuriant
có 3 nghĩa. Nghĩa số 1 là sum xuê hoặc ung tùm hoặc sum xuê. Nghĩa số 2 là phong phú hoặc phồn thịnh. Và nghĩa số 3 là hoa mỹ. Nghĩa này thường được dùng để chỉ hành văn hoặc lời văn. Từ số 25, tính từ shady có 2 nghĩa. Nghĩa số 1 là trong bóng râm hoặc có bóng râm hoặc có bóng mát. Mình xin đọc lại nghĩa này là trong bóng râm hoặc có bóng râm hoặc có bóng mát. Và nghĩa số 2 là ám muội hoặc mờ ám hoặc khả nghi hoặc ô danh hoặc không hoàn toàn trung thực. Từ số 26, từ flow vừa là danh từ vừa là động từ. Nếu là danh từ thì nó có 7 nghĩa sau đây. Nghĩa số 1 là sự chảy. Nghĩa số 2 là lượng chảy hoặc lưu lượng. Nghĩa số 3 là luồng nước hoặc dòng chảy. Nghĩa số 4 là nước trào lên. Nghĩa số 5 là sự đổ hàng hóa vào một quốc gia nào đó. Nghĩa số 6 là sự bay dập dờn. Và nghĩa số 7 là dòng hoặc luồng trong vật lý. Nếu như là động từ thì nó có 10 nghĩa sau đây. Nghĩa số 1 là chảy. Nghĩa số 2 là rủ xuống hoặc xòa xuống hoặc xõa xuống. Nghĩa số 3 là trôi chảy. Nghĩa này thường được dùng để chỉ lời văn hoặc hành văn. Nghĩa số 4 là bay dập dờn. Nghĩa số 5 là tràn trề. Nghĩa số 6 là lên. Nghĩa này thường được dùng để chỉ thủy triều. Nghĩa số 7 là phun ra hoặc tóe ra hoặc tuôn ra. Nghĩa số 8 là xuất phát từ hoặc bắt nguồn từ. Nghĩa số 9 là rót rượu tràn đầy. Và nghĩa số 10 là ùa tới hoặc tràn tới hoặc đến tới tấp. Từ số 27, động từ form có 11 nghĩa. Nghĩa số 1 là làm thành hoặc tạo thành hoặc nặn thành. Nghĩa số 2 là huấn luyện hoặc rèn luyện hoặc đào tạo. Nghĩa số 3 là tổ chức hoặc thiết lập hoặc thành lập. Nghĩa số 4 là phát âm từ thành tiếng hoặc phát âm từ rõ ràng. Mình xin đọc lại nghĩa này là phát âm từ thành tiếng hoặc phát âm từ rõ ràng. Nghĩa số 5 là nghĩ ra hoặc hình thành. Nghĩa số 6 là gây hoặc tạo được hoặc nhiễm thói quen nào đó. Nghĩa số 7 là cấu tạo từ trong ngôn ngữ học. Nghĩa số 8 là xếp thành trong quân sự. Nghĩa số 9 là ghép thành đoàn toa xe lửa hoặc thiết lập đoàn toa xe lửa trong ngành đường sắt. Nghĩa số 10 là thành hình hoặc được tạo thành. Và nghĩa cuối cùng là xếp thành hàng trong quân sự. Từ số 28, động từ originate có 2 nghĩa. Nghĩa số 1 là bắt đầu hoặc khởi đầu hoặc bắt nguồn từ. Mình xin đọc lại nghĩa này là bắt đầu hoặc khởi đầu hoặc bắt nguồn từ. Và nghĩa số 2 là phát minh hoặc sáng chế hoặc tạo ra. Từ số 29, danh từ peak có 5 nghĩa. Nghĩa số 1 là lưỡi chai của mũ. Nghĩa số 2 là đỉnh của núi hoặc chỏm của núi hoặc chóp của núi hoặc núi. Nghĩa số 3 là đầu nhọn của râu hoặc đầu nhọn của ngạnh. Nghĩa số 4 là tột đỉnh hoặc cao điểm hoặc tối đa hoặc nhộn nhịp hoặc mãnh liệt nhất. Và nghĩa số 5 là mỏm của tàu trong hàng hải. Mình xin được đọc lại nghĩa này là mỏm của tàu thủy trong hàng hải. Từ
Từ số 30, cụm danh từ Primeval Forest có nghĩa là rừng nguyên sinh. Từ số 31, hai danh từ Lakeside và Lakeshore cũng có nghĩa là bờ hồ hoặc ven hồ. Mình xin được đọc lại hai từ này là Lakeside và Lakeshore. Từ số 32, cụm danh từ Life Jacket có nghĩa là áo phao. Từ số 33, tính từ Adjacent hoặc Adjacent có nghĩa là gần kề hoặc liền kề hoặc kế liền hoặc sát ngay. Từ số 34, động từ Encounter. Mình xin đọc lại từ này là Encounter. Từ này có hai nghĩa, nghĩa số 1 là gặp thình lình hoặc bắt gặp hoặc gặp, và nghĩa số 2 là chạm trán hoặc đụng độ hoặc đọ sức. Vừa rồi trong phần 3 thì mình cũng đã đọc từ này chưa chính xác lắm. Và mình xin được đọc lại từ này là Encounter. Từ số 35, danh từ Shrub hoặc Shrub có nghĩa là cây bụi. Từ số 36, danh từ Slope có 3 nghĩa. Nghĩa số 1 là dốc hoặc đường dốc hoặc chỗ dốc hoặc độ dốc. Nghĩa số 2 là tư thế vác súng trong quân sự. Và nghĩa số 3 là khu vực đất nhô lên và dốc xuống. Từ số 37, tính từ Steep hoặc Steep có 5 nghĩa. Nghĩa số 1 là dốc hoặc dốc đứng. Nghĩa số 2 là quá quắt hoặc không biết điều hoặc quá mức. Nghĩa số 3 là quá cao hoặc không hợp lý. Nghĩa này thường được dùng để nói về giá cả hoặc yêu cầu. Nghĩa số 4 là nhanh. Nghĩa này thường được dùng để chỉ sự tăng hoặc sự giảm. Nghĩa số 5 là ngoa hoặc phóng đại hoặc không thể tin được. Từ số 38, động từ cling. Mình xin đọc lại từ này là cling. Cling có 2 nghĩa. Nghĩa số 1 là bám vào hoặc dính sát vào hoặc níu lấy. Mình xin đọc lại từ này và nghĩa số 1 là từ này là từ cling. Đọc lại nhất là cling. Và nghĩa số 1 của nó là bám vào hoặc dính sát vào hoặc níu lấy. Và nghĩa số 2 là bám lấy hoặc trung thành với hoặc giữ mãi. Từ số 39, động từ step hoặc step có 8 nghĩa. Nghĩa số 1 là bước hoặc bước đi. Nghĩa số 2 là bước vào hoặc lâm vào. Mình xin được đọc lại nghĩa số 1 là bước hoặc bước đi. Nghĩa số 3 là dẫm lên hoặc lấy chân ấn vào hoặc đạp vào hoặc giận. Nghĩa số 4 là nhường chỗ. Nghĩa số 5 là khiêu vũ hoặc nhảy. Nghĩa số 6 là đo bằng bước chân. Nghĩa số 6 là làm bậc hoặc làm bậc thang cho. Nghĩa số 7 là dựng buồm lên bệ trong hàng hải. Và từ này chỉ có 7 nghĩa như vậy thôi nhé. Từ số 40, danh từ Grout. Mình xin đọc lại từ này là Grout. Từ này có 8 nghĩa. Nghĩa số 1 là mặt đất hoặc đất. Nghĩa số 2 là bãi đất hoặc khu đất. Nghĩa số 3 là đất đai vườn tược. Nghĩa số 4 là
vị trí hoặc khoảng cách trên mặt đất hoặc vị trí trên mặt đất. Nghĩa số 6 là đáy. Nghĩa số 7 là nền. Nghĩa số 8 là lý lẽ hoặc lý do hoặc nguyên cớ. Và một nghĩa nữa của từ này là sự tiếp đất trong điện học. Từ số 41 tính từ flat hoặc flat có 11 nghĩa. Nghĩa số 1 là hoàn toàn hoặc thẳng thừng hoặc dứt khoát. Nghĩa số 2 là nhạt hoặc tẻ nhạt hoặc vô duyên. Nghĩa số 3 là ế ẩm. Nghĩa số 4 là không thay đổi hoặc không lên xuống hoặc đứng im. Mình xin đọc lại nghĩa này là không thay đổi hoặc không lên xuống hoặc đứng im. Nghĩa số 5 là bẹp hoặc xì hơi. Nghĩa này thường được dùng để chỉ lốp xe. Nghĩa số 6 là bài hoài hoặc buồn nản. Mình xin đọc lại nghĩa này là bài hoài hoặc buồn nản. Nghĩa số 7 là kiết xác hoặc rất nghèo. Nghĩa số 8 là dáng trong âm nhạc. Nghĩa số 9 là bằng phẳng hoặc bẹt hoặc tẹt. Nghĩa kế tiếp là nhẵn. Nghĩa tiếp theo là cùng màu hoặc đồng màu. Và nghĩa cuối cùng là nông. Từ số 42, danh từ ghép flashlight có 3 nghĩa. Nghĩa số 1 là đèn nháy hoặc đèn flash trong nhiếp ảnh. Nghĩa số 2 là đèn pin. Mình xin được đọc lại nghĩa này là đèn pin. Và nghĩa số 3 là ánh sáng được dùng làm tín hiệu. Và mình xin được đọc lại nghĩa số 2 một lần nữa là đèn pin. Phần từ vựng vừa rồi là phần cuối cùng của video hôm nay của chúng ta. Mình hy vọng rằng sau khi xem hết nội dung của video cũng như là của bài viết trong video này thì các bạn vừa có thêm những kiến thức về các từ vựng tiếng Anh mới mà vừa biết thêm được về những điểm du lịch nổi tiếng ở thành phố Nha Trang, là một thành phố biển xinh đẹp và là thành phố nghỉ dưỡng rất nổi tiếng ở vùng Nam Trung Bộ của nước ta. Và nếu như các bạn có dịp đến với thành phố biển xinh đẹp này thì mình cũng rất mong rằng các bạn sẽ không quên ghé thăm những địa điểm được nhắc đến trong bài viết trong video hôm nay và trải nghiệm những hoạt động khó quên và đặc trưng chỉ có ở thành phố biển này, như là tắm biển và thưởng thức hải sản chẳng hạn. Và như mình đã chia sẻ ở đầu video thì mình đã được đến thành phố này 2 lần rồi. Và trong lần gần đây nhất, tức là vào đầu năm 2020, thì sau khi chuyến đi thực tế chuyên môn về thì mình cũng đã có chia sẻ một vài cái hình ảnh về các điểm du lịch nổi tiếng ở Nha Trang, trong đó có Viện Hải Dương Học ở trên trang Facebook cá nhân của mình. Cho nên là nếu như mà các bạn muốn thì có thể bước vào trang cá nhân của mình để xem những bức hình đó nha. Bởi vì bên cạnh những hình mà mình được chụp với bạn bè thì mình còn có chụp một số cái hình ảnh, một số mẫu vật trong Viện Hải Dương Học để phục vụ trong quá trình mình làm báo cáo sau đó và để chia sẻ, để làm kỷ niệm nữa. Trước khi kết thúc video này thì mình xin phép được gửi lời cảm ơn chân thành đến các bạn và xin chúc các bạn luôn có nhiều sức khỏe, niềm vui, may mắn, hạnh phúc trong công việc cũng như trong cuộc sống. Xin tạm biệt các bạn.